Đây là mình chờ cho nó gù để anh em nghe được cái âm giọng đồng rồi. Cái âm giọng đồng của con chim tí nữa mình sẽ đăng lên nè anh em ạ. Cái tiếng con chim này là nói chung là nó gù bối rất là dở nhẹ nha anh em. Cái tiếng gù con chim này nè. Đồng con này là chờ bắt chim rồi nha anh em, chờ bắt chim rồi, để mình lấy súng quay cho anh em xem gù thì đỡ anh em phân biệt cái âm giọng thôi. Dụng của đất phương
Xin chào hết tất cả nhà anh em Dammer trên cô gái. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bổ nối mạnh. Giờ anh em đi chơi là anh em nói chung là chờ bác bổ thôi, chờ bổ vào là bác thôi. Cực kỳ siêng nha anh em. Con chim đây nè, anh em coi cái tổng thể cái thu nữa nè, to, nó dài, bộ lông thì tuyệt vời. Thì từ cái dàn ngực nó to, thủ thở chắc không mớp cánh nha anh em. Cặp chân thì nói chung là dùng cái từ là đồng mà đóng một cặp chân thường bền vô địch nha anh em. Đây là cặp chân nó nè, và dàn quy nè anh em, mà xếp dây điều kín lưng. Đây là dàn cườm, đó là cái thu thở nha anh em. Còn riêng con chim này nè, mình tẻ cái nước chính xác cho anh em để anh em biết, thì anh em móc lên hay gây gọi bình thường, chỉ cần một con bổi sạc vừa thôi, sạc vừa bị ngang qua cây nó thôi, rồi ra cái cây khác đậu thôi, nó không thấy đang nghi hơi thôi, là hai ba trang gù xong rồi. Cái tốc độ mà khi nó rút con chim á thì anh em nghe như gò mỏ nha anh em, tiếng này nói tiếng kia, dặm 1 2 1 2, đâu nói chung là làm anh em đếm không được kịp. Khi mà nó nhau con bối rồi á thì anh em nghe cái cảm giác là nói chung là cứ tưởng tượng như anh em nói như là gà mỏ vậy, nó làm tức què cái tiếng nó. Thì anh em ra rừng nghe thì nói chung là tiếng đồng như nó thì vô địch. Thì con này nó đã từng chạm chim rồi, nó chơi rất là ác nha anh em. Thì hồi nãy mình cả sơ nó gù cho anh em nghe được cái âm nó đó. Và con này thì nó ly, và đặc biệt bù lại là nó siêng nha anh em. Nói chung là ra rừng nó reo, nó không có chim một vậy, nó gây gọi suốt thôi, cũng như gọi là nó gây gọi nó tìm đồng á, nó tìm bội đó. Mà chỉ cần vừa rồi là anh em nghe là cái tốc độ đó là anh em nghe là rất là tức nha nè, nó làm tức ngực luôn nha nè con chim này. Thì của mình thì mình nói như vậy thôi, nhưng mà anh em thì muốn xét mình là đúng hay không thì anh em nào cầm nó chơi rồi anh em sẽ biết mình tẻ nó như thế nào. Thì trong cái video đó mình đã nói hết cái yếu tố đó, và quay kỹ cái thu thở đều mặt anh em coi cái đâu đó nè anh em. Thì anh em nào thấy nó phù hợp và ưng ý anh em cứ alo lấy con chim này vừa là anh em đi chơi, để khi mà anh em ngồi gần gần đó chơi chung á, mà để có con bối nó sạc vào tàn rồi á, nó làm là cho anh em nghe để nó sẽ nớ mặt nha anh em. Đó là một điều chắc chắn, cứ anh em nào cầm chơi là anh em sẽ biết. Đây là đống cái mình nhỏ nè anh em, nói chung là con chim này to và dài, anh em coi cái bãi lưng nó nè. Rồi, mình xin chào hết tất cả nhà anh em nào vừa xem cái video này của mình. Đánh giá nhìn nhận thì mỗi anh em có cách nhìn nhận khác nhau. Rồi, mình xin chào hết anh em.